Xin chào quý vị và các bạn. Trong video này, tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn các cây thuốc, bài thuốc chữa viêm đại tràng đơn giản mà hiệu quả. Mời quý vị và các bạn xem video này. Các cây thuốc, bài thuốc chữa viêm đại tràng. Bài 1: Ô mai 25g sắc uống hoặc sao đen tán bột mỗi ngày uống 10g với nước cơm hoặc rượu vàng. Bài 2. Vỏ cây liệu thạch liệu bì 15g, chân bì 15g, gừng khô 6g, sắc uống. Bài 3. Rễ và vỏ củ giềng 50g, gừng khô 6g, sắc uống. Bài 4. Mã dâu linh tươi 30 đến 60g, tỏi giã nát 10 đến 15g, sắc uống, đồng thời mỗi ngày uống 5g tỏi tươi. Bài 5. Chân bì 15g, lá sen khô 10g, sa nhân 2g, ham uống mỗi ngày 2 thang. Bài 6. Viêm đại tràng thể đại tiện lỏng Nam Mộc Hương, Bạch Chỉ, Sâm Đại Hành, mỗi thứ 40g, tất cả sao vàng, tán bột, ngày uống 10g, chia 2 lần, hòa nước sôi uống. Bài 7, viêm đại tràng co thắt, đại tiện táo, bồ công anh, nối thành cao 100g, Nam Mộc Hương 60g, thảo quyết minh 50g, hai vị sao vàng, tán bột, hòa với cao bồ công anh, làm thành viên, ngày uống 10-15g, chia 2 lần. Bài 8, viêm trực tràng, đi ngoài ra máu bột quả tư hồng 20g, hoa hỏe 30g, hoa kinh giới 20g, các thứ trên sao đen tổn tính, lòng đỏ trứng gà, luộc chín một quả, phèn phi 5g, sắp ong 15g, lấy lòng đỏ trứng đánh tơi cho vào sắp ong, khuấy đều với các bột trên, làm thành viên, ngày uống 3 lần, mỗi lần 5g. Bài 9. Dối loạn tiêu hóa, người mệt mỏi ăn kém, bố chính sâm, bạch chuột, biển đậu, ý dĩ sao, hạt sen, mỗi thứ 12g, vỏ quyết 6g, tất cả sao vàng, tán bột, ngày uống 30 gram, chia 3 lần hoặc sắc uống ngày một tháng. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng thuốc nam kỳ diệu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.